Đây các bác thấy đây là cái giải pháp chống kiến mà khá là hiệu quả. Chia sẻ anh em cùng tham khảo nhé. Đây các bác nhìn này, đây thì con kiến nó sẽ bò từ cái móc treo xuống dưới này đấy, hoặc là những con giận này nó sẽ bò từ trên xuống này đấy. Thế thì mình sẽ dùng cái mỡ xe này, mình cho vào một cái bát mỡ, bát dầu này, mình lắp thêm vào cái móc này. Con kiến nó bò xuống đây và nó xuống thì nó thấy cái ngửi cái mùi này và cũng thấy cái mỡ này là nó không đi nữa, nó sẽ quay trở lại. Đấy, nó lên cái phần treo ở trên kia, không ảnh hưởng gì đến lồng cả. Rất là hiệu quả nha các bạn. Mình đã làm cho tất cả các lồng của mình đều rất ok. Cái lồng này thì mình chưa cho vào này. Đấy, nó kiến nó xuống rồi nó ở luôn cả trong cái này. Bây giờ mình chỉ bôi mỡ vòng quanh cái bát mỡ đồng này là nó sẽ không xuống được dưới này nữa. Đấy, đây là xuống đầy lồng này. Đấy. Thế còn những cái lồng mà được làm bằng cái này ấy, thế thì là không có kiến xuống nữa nhá các bạn. Đấy. Cái mỡ này thì các bạn mua ở ngoài các cửa hàng cơ khí, mua mấy ngàn ấy, thì có mà bôi đầy nhà mình có mấy chục lồng ấy thì dùng thoải mái nha các bạn. Các bạn thử làm như mình nhá, cũng khá là hiệu quả mà sạch sẽ. Bôi ít thôi, bôi vòng quanh cái này này.